Giữa tháng 5 vừa qua, Youku đã mở đại hội chiêu thương, nhá hàng với khán giả một loạt tác phẩm đình đám sắp lên sóng trong năm 2024. Điều khiến khán giả hết sức mong chờ chính là dàn diễn viên trong các dự án lần này của Youku, khi đa số họ đều là những đỉnh lưu hàng đầu của Cbiz. Ngoài ra, nhìn tổng thể loạt phim của nền tảng, có thể khẳng định năm 2024 sẽ là cuộc chiến giữa các dự án cổ trang, tiên hiệp. Hãy cùng Cbiz Film điểm qua những tác phẩm sẽ ra mắt trong năm nay và đầu năm sau của Youku nhé! Phàm Nhân Tu Tiên, Dương Dương, Kim Thần. Trong năm 2024, Phàm Nhân Tu Tiên là một trong những dự án mà khán giả mong chờ nhất. Tác phẩm này được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết được xem là kinh điển của thể loại tiên hiệp, sở hữu lượng fan cực kỳ đông đảo. Ở dự án lần này, Dương Dương đảm nhận vai nam chính Hàn Lập. Trong khi đó, vai nữ chính Nam Cung Uyển thuộc về Kim Thần. Phàm Nhân Tu Tiên kể về câu chuyện của một người phàm, có mong muốn tìm hiểu thế giới rộng lớn đang sống của mình, mà vô tình gặp được vô vàn cơ duyên trên con đường tu tiên. Mỗi nhân vật trong câu chuyện đều có tính cách đặc trưng riêng biệt, có số phận kỳ ngộ khác nhau. Trong đại hội chiêu thương vào tháng 5, Phàm Nhân Tu Tiên đã phát hành trailer đầu tiên. Ngoài nhan sắc và thần thái của Dương Dương, thì màu phim, góc quay, ngoại cảnh đều được khen ngợi hết lời. Cộng thêm nguyên tắc chất lượng, chúng ta có lý do để tin rằng nếu có thể lên sóng vào năm 2024, Phàm Nhân Tu Tiên sẽ là một trong những quả bom tấn của năm. Mặc Vũ Vân Gian, Vương Tinh Việt, Ngô Cẩn Ngôn. Chuyển thể từ tiểu thuyết Đích Gà Thiên Kim của tác giả Thiên Sơn Trà Khách, nội dung Mặc Vũ Vân Gian xoay quanh Tiết Ly do Ngô Cẩn Ngôn thủ vai. Con gái của huyện lệnh họ Tiết, cô vốn có cuộc sống hạnh phúc cùng một gia đình giàu sang quyền quý, nhưng chỉ sau một biến cố lại mất hết tất cả. Sau đó, cô nhận được sự cứu mạng và giúp đỡ của Khương Nhược Vũ, con gái của quan trung thư lệnh. Lấy thân phận của Khương Nhược Vũ quay trở lại kinh thành, đồng thời dưới sự giúp đỡ của quốc công Tiêu Hoành do Vương Tinh Việt thủ vai và mọi người, Tiết Ly đã cố vượt qua khó khăn, gian nan, không ngừng nỗ lực đấu tranh, cuối cùng cũng cứu được người cha ở trong ngục. Đồng thời, cô còn phụ tá Tiêu Hoành, bảo vệ con dân bá tánh, cuối cùng cũng có một cuộc sống tốt đẹp. Từng nổi tiếng nhờ vai Ngụy Anh Lạc trong bom tấn Diên Hy công lược, thế nhưng sự nghiệp của Ngô Cẩn Ngôn lại tụt dốc không phanh, đến nỗi có quãng thời gian hơn 800 ngày không đóng phim. Hồi tháng 5 năm ngoái, Ngô Cẩn Ngôn gây bất ngờ cho khán giả với loạt ảnh xinh đẹp trong tạo hình phim Mặc Vũ Vân Gian. Đến bây giờ khi trailer chính thức được phát hành, khán giả tiếp tục được một fan trầm trồ vì Ngô Cẩn Ngôn đẹp hơn chính cô trong các dự án phim trước quá nhiều. Rèm Ngọc Châu Sa, Triệu Lộ Tư, Lưu Vũ Ninh. Phim Rèm Ngọc Châu Sa chuyển thể từ tiểu thuyết Côn Sơn Ngọc Chi Tiền Truyện của tác giả Đàm Thiên Âm. Phim lấy bối cảnh đầu thời Đường, kể về cuộc đời của thiếu nữ Đoan Ngọ do Triệu Lộ Tư thủ vai. Cô vốn là một nô lệ mò ngọc trai ở hợp phố vì không chịu nổi lăng nhục mà chạy khỏi trại khai thác ngọc. Trong lúc nguy cấp, thi nhân Trương Tấn Nhiên đã ra tay giúp cô thoát hiểm. Để tìm hiểu thân thế của mình, Đoan Ngọ gia nhập thương đội của Yến Tử Kinh do Lưu Vũ Ninh thủ vai. Nhờ vào đầu óc nhạy bén mà cô giao dịch thành công một vụ buôn bán châu báu lớn, cũng có được người bạn thân là Việt Vân Tụ. Đoan Ngọ vốn chỉ am hiểu về ngọc trai, nhờ Yến Tử Kinh chỉ dẫn mà mở mang tri thức về thế giới của châu báu. Song cô lại bị cuốn vào ván cờ sinh tử do Yến Tử Kinh bày ra mà suýt phải bỏ mạng. Sau này, Đoan Ngọ đi đến Dương Châu lập nghiệp, nhờ hộ giáp đồi mồi mà thành danh, cùng Việt Vân Tụ làm ra bàn gương trang điểm, chế tạo lưu ly, ngọc bích. Đưa châu báu nhiều màu sắc rực rỡ vào Dương Châu vốn thịnh hành châu báu màu trắng, mở rộng thẩm mỹ của vùng bản địa, trở thành đoàn trưởng đứng đầu nghiệp đoàn. Nhưng vào ngày cô trở thành đoàn trưởng của nghiệp đoàn, lại bị bạn đồng minh lúc trước là Trịnh Chi Hoành đánh xuống đáy vực. Khi tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, Đoan Ngọ may mắn được cứu sống. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, cô đối đầu với Trịnh Chi Hoành, lần nữa vượt qua nghịch cảnh, giành được vị trí đoàn trưởng, đưa Dương Châu tiến lên đỉnh cao của nghệ thuật châu báu. Đỗ Hoa Niên, Triệu Kim Mạch, Trương Lăng Hách. Đỗ Hoa Niên là câu chuyện kể về trưởng công chúa Lý Dung do Triệu Kim Mạch thủ vai, cùng với đương triều tể tướng Bùi Văn Tuyên do Trương Lăng Hách thủ vai. Kiếp trước, Lý Dung và Bùi Văn Tuyên 18 tuổi thành thân, trở thành một đôi phu thê bất hòa. Lý Dung dùng gia thế của Bùi Văn Tuyên để trốn họa, còn Bùi Văn Tuyên lợi dụng thân phận công chúa của Lý Dung để trở mình. Bọn họ liên hôn vì chính trị, không xuất phát từ tình cảm, nhưng vài năm đầu cuộc sống của cặp phu thê cũng khá hạnh phúc. Cả hai phối hợp với nhau, cùng nhau nâng đỡ phò tá thái tử Lý Xuyên, đệ đệ của nàng lên ngôi hoàng đế. Chỉ có điều hai người họ không hề nhận ra mình đã yêu đối phương. Bùi Văn Tuyên thì mù quáng cho rằng Tần Chân Chân mới là người hắn yêu. Lý Dung cũng từ đó nghĩ rằng Bùi Văn Tuyên vẫn luôn cất giấu trong lòng hình bóng vị hôn thê cũ, nên nàng cũng tìm tri kỷ mới là Tô Dung Khanh. Đến lúc Bùi Văn Tuyên nhận ra người mình yêu là ai, thì Lý Dung đã nhẹ nhàng mà buông bỏ hôn sự này. Lúc đó Bùi Văn Tuyên nghĩ rằng
hắn cũng nên buông tay. Cuộc hôn nhân của họ từ đó hoàn toàn chìm trong quyền thế, tranh đấu, lợi dụng, nghi kỵ lẫn nhau. Chớp mắt 30 năm trôi qua, cuối cùng, Lý Dung chết vì độc dược, hắn cũng bị ám sát mà chết. Hai người cùng xuống Hoàng Tuyền cũng cùng trọng sinh một lần nữa về năm họ 18 tuổi, vào đúng cái ngày mà Hoàng thượng ban chỉ thành hôn cho Bùi Văn Tuyên và Lý Dung. Mang ký ức của kiếp trước, Lý Dung và Bùi Văn Tuyên từ kẻ thù từng bước đi đến tin tưởng tuyệt đối và nảy sinh tình cảm khắc cốt ghi tâm với nhau. Hiến Ngư, Trần Phi Vũ, Vương Ảnh Lộ. Hiến Ngư là một dự án lớn, được chuyển thể từ bộ truyện nổi tiếng Dâng Cá Muối Cho Sư Tổ của tác giả Phù Hoa. Trong phim, Trần Phi Vũ vào vai đại ma đầu Tư Mã Tiêu, còn Vương Ảnh Lộ hóa thân thành Liêu Đình Nhạn, một đệ tử của Canh Thần Tiên Phủ, môn phái tu tiên lớn nhất tu chân giới. Tuy nhiên, nàng ta lại có tu vi thấp kém, tư chất tầm thường, vốn chỉ là một đệ tử như có như không, không đáng nhắc đến trong tiên phủ. Thế nhưng, Liêu Đình Nhạn lại là một trong 200 nữ đệ tử được tuyển đi hầu hạ vị lão tổ tông Tư Mã Tiêu của môn phái, sau 500 năm hắn ta bế quan. Vốn là một con cá muối, từ để chỉ những người lười nhác, không có chí hướng ở thời hiện đại, Liêu Đình Nhạn đi trong tâm thế nghỉ dưỡng, nào đâu ngờ đây lại chính là bước ngoặt của cuộc đời nàng. Nàng chứng kiến hết nữ đệ tử này đến nữ đệ tử khác, ngã xuống trước mặt mình dưới tay Tư Mã Tiêu, tưởng chừng bản thân cũng đi tong. Nhưng đâu ngờ được rằng nàng lại chính là người duy nhất sống sót khi không có mưu đồ gì với Tư Mã Tiêu. Thậm chí bất đắc dĩ còn trở thành gối ôm chạy bằng cơm của người ta. Liêu Đình Nhạn ở bên cạnh Tư Mã Tiêu càng lâu nàng càng biết được nhiều mặt trái của giới tu tiên. Từ một kẻ bàng quan với đời mà trở nên tranh tranh đấu đấu, dần trưởng thành và trở thành điểm tựa, người đồng hành cùng Tư Mã Tiêu trong thế giới này. Trước Thiều Hoa Phong Hòa Khởi, Nhiệt Y Chát, Dương Hữu Ninh. Nội dung của phim Trước Thiều Hoa Phong Hòa Khởi lấy bối cảnh năm 1916. Nữ chính Trừ Thiều Hoa, do Nhiệt Y Chát thủ vai, vì cứu anh trai là Trừ Thiều Trung mà gả cho cậu cả Trần Đại Thuận của tiệm thuốc Trần Ký. Nhờ sự trung thực và tài kinh doanh xuất sắc, cô được cha Trần đánh giá cao, trở thành quản lý của tiệm thuốc. Sau khi cha Trần và Trần Đại Thuận bất ngờ qua đời, cậu hai Trần Nhị Thuận thừa kế tiệm thuốc nhưng lại thua sạch tất cả tài sản. Tiệm thuốc rơi vào cảnh khốn cùng. Dưới sự nỗ lực vượt khó, Trừ Thiều Hoa mở tiệm thuốc Hoa Thuận để nuôi cả nhà già trẻ lớn bé. Cô muốn cùng mối tình đầu của mình là Sơ Hạ bắt đầu cuộc sống mới, lại bị Trần Nhị Thuận và mẹ Trần ngăn cản. Khi nhà họ Trần bị thổ phỉ cướp hết tất cả, Trừ Thiều Hoa cũng mất đi con gái trong kiếp nạn này. Quá đau lòng, cô bỏ đi Thượng Hải một mình. Tại đây, cô gặt hái được thành tích cao ở tiệm bách hóa Vĩnh Tân, được kỳ tài kinh doanh Văn Chi Thu ngỏ lời mời cùng nhau lập nghiệp. Trừ Thiều Hoa từng bước trở thành người can đảm mưu trí, là nữ doanh nhân thành đạt và uy tín. Xuân Hoa Yếm, Lưu Học Nghĩa, Ngô Cẩn Ngôn. Sau một thời gian dài không có phim đóng, có lẽ năm 2024 chính là cơ hội của Ngô Cẩn Ngôn. Khi ngoài Mặc Vũ Nhân Gian, Ngô Cẩn Ngôn còn một dự án khác đang chờ chiếu chính là Xuân Hoa Yếm, đóng cùng nam diễn viên Lưu Học Nghĩa. Xuân Hoa Yếm kể về vị hoàng tử của Đại Viêm tên Mộ Dung Cảnh Hòa, do Lưu Học Nghĩa thủ vai, là một tướng quân được mọi người yêu quý vì sự chính nghĩa và có tài của y. Trong lần Mộ Dung Cảnh Hòa dẫn quân uy Bắc chiến thắng và giành lại lãnh thổ Thanh Châu đã mất. Đã có tin đồn rằng do hắn ghi thù người dân của thành Thanh Châu đã phản bội Đại Viêm mà cho người phóng hỏa khiến cả thành Thanh Châu chìm trong biển lửa. Cũng vì điều này mà Cảnh Hòa từ một vị tướng quân được yêu mến bỗng trở thành vị tướng quân tàn ác bị người người đòi giết. Trận hỏa hoạn tại Thanh Châu khiến nhiều bá tánh phải bỏ mạng, nhiều người không còn gia đình. Trong đó có Mi Lâm, do Ngô Cẩn Ngôn thủ vai, một thiếu nữ không may mất đi người thân, nàng thề rằng sẽ tự tay giết chết tên đầu sỏ tàn ác đã khiến nàng nhà tan cửa nát. Chính vì vậy nên Mi Lâm đã gia nhập trở thành tử sĩ của ám xưởng một tổ chức bí ẩn. Trải qua 8 năm huấn luyện vô cùng khắc nghiệt và cực khổ, cuối cùng Mi Lâm cũng được nhận nhiệm vụ ám sát đầu tiên. Không biết nên nói nàng may mắn hay xui xẻo khi nhiệm vụ lần này chính là ám sát kẻ nàng hận nhất Mộ Dung Cảnh Hòa. Nhưng điều Mi Lâm không biết chính là lần ám sát này do chính bản thân Mộ Dung Cảnh Hòa cũng là chủ của ám xưởng bí mật lên kế hoạch ám sát. Sau này Mi Lâm không thể ngờ rằng nàng lại rơi vào tay Mộ Dung Cảnh Hòa như vậy. Hắn coi nàng là một món đồ không hơn không kém, tùy ý sai bảo, tùy ý dằn vặt, lợi dụng nàng để khơi gợi sự ghen tuông ở người phụ nữ của hắn. Tệ hơn khi hắn hứa sẽ cưới nàng nhưng rồi đích thân làm chủ hôn cho nàng và thái giám bên cạnh mình, bắt nàng làm thuốc dẫn giải độc cho người con gái hắn từng yêu. Với nội dung kịch bản oái oăm như vậy, khán giả bày tỏ sự hứng thú và mong đợi hình tượng trai tồi của Lưu Học Nghĩa. Thiên Hương Dẫn, Tống Uy Long, Cúc Tịnh Y. Sau khi gây bão với Hoa Gian Lệnh, Cúc Tịnh Y tiếp tục khiến khán giả mong chờ với dự án Thiên Hương Dẫn đang chờ lên sóng. Nội dung Thiên Hương Dẫn cũng là một trong những lý do khiến khán giả ngóng chờ. Theo kịch bản, Sâm La Đại Pháp là một loại phép thuật vô cùng đặc biệt, nó khiến cho thời gian và ký ức xoay ngược.
cũng từ đây tái sinh thêm nhiều chủng loại dị tộc, vô tình làm thay đổi số mệnh của thế gian. 100 năm sau khi Xâm La Đại Pháp qua đi, tại Thanh Khâu nơi muôn yêu cùng sinh sống, có cô bé mồ côi biệt danh Tiểu Bổng Trùy do Cúc Tịnh Y thủ vai, bắt đầu tiến vào thư viện Sổ Phượng để học tập. Tại đây, Tiểu Bổng Trùy đã làm quen được với nhiều bằng hữu, họ đã cho cô biết thế nào là tình cảm giữa người với người, bảo vệ nhau bằng cả mạng sống. Trong đó, Lôi Tu Viễn, do Tống Uy Long thủ vai, là cậu thiếu niên đặc biệt hơn cả. Vốn là người vô cùng giàu hoạt và có đầu óc cực kỳ thông minh nhạy bén, chàng trai này luôn sát cánh bên cạnh Tiểu Bổng Trùy không rời không bỏ. 5 năm kể từ ngày vào thư viện Sổ Phượng, Tiểu Bổng Trùy bỗng thoát thai hoán cốt trở thành một Khương Lê Phi giống như băng tuyết vô cùng xinh đẹp, tư chất lại xuất chúng hiếm có xưa nay chưa từng nghe thấy. Điều này đã khiến Tiểu Bổng Trùy bỗng chốc trở thành đối tượng bị nhiều thế lực để ý đến và bắt đầu truy tìm lai lịch nguồn gốc của nàng. Tiểu Bổng Trùy không thể ở lại thư viện Sổ Phượng được nữa, nàng đã cùng Lôi Tu Viễn đi ra thế giới bên ngoài quyết tâm tìm hiểu về bí mật của dị tộc. Trong quá trình này, cả hai đã nhiều lần gặp nguy hiểm và một lần nọ họ đã bước vào một mê cung giống như sương mù. Ảo mộng tại đây khiến họ trải nghiệm lại lần gặp gỡ đầu tiên cùng những bằng hữu tốt tại thư viện Sổ Phượng, nhưng ảo mộng đẩy họ vào ngục luyện sâu nhất với những giấc mơ đẹp nhất. Tạng Hải Truyện, Tiêu Chiến, Trương Tịnh Nghi là bộ phim được đầu tư kinh phí khủng và được cầm trịch bởi đạo diễn lừng danh Trịnh Hiểu Long. Tạng Hải Truyện kể về hành trình vươn lên đỉnh cao quyền lực và báo thù của nam chính Tạng Hải. Hắn ta vốn tên là Chí Nô, con trai của Khâm Thiên Giám Đại Ung Quốc Chính Khoái Đạc. 10 năm trước cả gia tộc của hắn bị án oan dẫn đến kiếp nạn diệt môn, 10 năm sau hắn mang trên vai huyết hải thâm thù trở lại kinh thành với cái tên Tạng Hải. Thuở niên thiếu, Tạng Hải là một cậu bé bất hạnh trải qua nỗi đau mất hết tất cả, sau đó y theo chân sư phụ học thuật phong thủy và thuật tách nhập. Trải qua nhiều năm học tập, Tạng Hải trở thành một người trầm lắng, điềm tĩnh, tinh thông kỹ thuật tung hoành, am hiểu mưu lược lòng người. 10 năm sau, hắn trở lại kinh thành với diện mạo mới, trở thành cố vấn dưới trướng kẻ thù là hầu tước Bình Tân, âm thầm tiến lên trong cơn bão quyền lực đầy sóng gió. Tạng Hải đã từng bước phơi bày chân tướng vụ án năm ấy với bách tính ở kinh thành, nhưng trong quá trình đó, hắn cũng dần trưởng thành và thấy được những thói xấu trong triều đình. Thế nhưng khi đã có cơ hội trả thù thì chàng lại phát hiện ra mình chỉ vừa thấy phần nổi của tảng băng chìm trong câu chuyện ân oán này. Cuối cùng vượt qua nhiều trở ngại, Tạng Hải đã thành công vạch trần âm mưu hiểm ác, bảo vệ đất nước và những người thân yêu của mình. Phong Ảnh Nhiên Mai Hương, Vương Sở Nhiên, Lý Hoành Nghị. Phim Phong Ảnh Nhiên Mai Hương là dự án cổ trang, võ hiệp được chuyển thể cải biên từ tác phẩm Nữ Thích Khách Đại Tống. Đây là bộ phim nhất phiên đầu tiên của Vương Sở Nhiên, cũng là lần này cô hợp tác cùng nam diễn viên Lý Hoành Nghị. Theo nguyên tác, nữ sát thủ An Cửu do Vương Sở Nhiên thủ vai là một sát thủ có kỹ năng vô cùng tốt ở thời hiện đại, nhưng cô lại không may mất mạng trong một lần thực hiện nhiệm vụ. An Cửu vô tình xuyên không đến một thời không cổ đại, sống trong thân thể của một cô gái tên Mai Cửu. Thời không này là một thời không đang trong quá trình chiến loạn, Mai Cửu sau khi làm quen với cuộc sống nơi đây từ một nữ sát thủ lãnh khốc vô tình dần được cảm hóa. Cô nhìn nhận cuộc sống một cách mới mẻ, thấu hiểu được tín ngưỡng và tình yêu. Còn Sở Định Giang, do Lý Hoành Nghị thủ vai, chính là người đã góp sức giúp Mai Cửu và có được tình yêu của nàng. An Cửu và Sở Định Giang cùng các thành viên trong Khống Hạc Quân trải qua nhiều gian khổ đã đánh tan gia tộc Gia Luật, mối nguy cơ nguy hiểm nhất của Ngụy Tống, hóa giải nguy cơ của đất nước và bảo vệ bình yên cho muôn dân. Trưởng Tâm, Lưu Thi Thi, Đậu Kiêu. Trưởng Tâm là bộ phim thuộc thể loại cổ trang huyền nghi với đề tài đại nữ chủ, báo thù. Phim lấy bối cảnh triều đại nhà Võ Chu dưới thời cai trị của nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên. Nội dung xoay quanh nữ lang y Diệp Bình An do Lưu Thi Thi thủ vai, thích lang thang khắp thiên hạ. Do một lần trần bệnh kỳ quái mà nàng bị mang danh thầy cúng, đồng thời bởi vì giỏi tâm thuật và mê hoặc lòng người nên thường bị xa lánh. Bất ngờ, ở thành Trường An xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân trước khi qua đời có mời Diệp Bình An đến nhà khám bệnh, thế nên vô tình cô trở thành người duy nhất có mặt tại hiện trường vụ án. Phụ trách vụ án là Nguyên Thiếu Thành, do Đậu Kiêu thủ vai, thiếu khanh của Đại Lý Tự. Anh tuy có tài nhưng không được tôn trọng do xuất thân dân đen, vậy nên luôn khao khát quyền lực, chờ đợi thời cơ để leo lên vị trí cao. Tuy Nguyên Thiếu Thành phát giác được uẩn khúc đằng sau vụ án mạng, nhưng vì lợi ích, anh lựa chọn xử tử Diệp Bình An để thăng quan tiến chức. Vậy là Diệp Bình An phải dùng mọi cách để cứu bản thân khỏi án oan, để rồi bị cuốn vào những âm mưu đấu đá của tầng lớp thống trị. Với tất cả những yếu tố thuận lợi từ đạo diễn có danh tiếng tốt, kinh phí khủng đến dàn diễn viên xịn sò cùng kịch bản gốc hấp dẫn, Trường Tâm được tin rằng sẽ trở thành một trong những tác phẩm thành công của màn ảnh Hoa ngữ khi được lên sóng. Thiên Thư Lê Minh, Lý Hoành Nghị, Tô Hiểu Đồng. Trong năm 2024, ngoài Phong Ảnh Nhiên Mai Hương, Lý Hoành Nghị còn đảm nhận một dự án khác là Thiên Thư Lê Minh.
Nội dung phim xoay quanh thiếu niên trẻ tuổi Hoa Phù Sinh do Lý Hoài Nghị thủ vai. Ngoại trừ si mê y học thì không am hiểu gì về thế sự, bản lĩnh hành y dị thường khiến bách tính trong kinh thành vừa yêu mến vừa sợ hãi. Hoa Phù Sinh bị hiểu nhầm là hung thủ vì cái chết của 100 đại phu và các manh mối trong bức thư mà sư phụ để lại đều hướng đến Thiên Thư. Đúng lúc này, Văn Giác do Tô Hiểu Đồng thủ vai, con gái của thành chủ Lương Châu và Cố Thiên do Dư Thừa Ân thủ vai, truyền nhân của Bá Hí cũng bị cuốn vào câu chuyện này. Ba người kết giao bằng hữu rồi cùng nhau mở rộng điều tra ở Lương Châu. Văn Giác đã dùng thế lực của thành chủ để bảo vệ Hoa Phù Sinh tại Lương Châu giúp y mở ra một y quán. Bên cạnh đó còn có Cố Thiên dùng tài năng miệng lưỡi giảo hoạt của mình giúp Hoa Phù Sinh thu thập các thông tin tình báo. Hoa Phù Sinh tại Lương Châu vì bách tính nghèo khổ hành y chữa bệnh, đồng thời tiến hành điều tra chân tướng. Tuy vậy, những chuyện kỳ lạ lại thường xuyên xảy ra khiến cho các câu đố ngày càng trở nên phức tạp. Hoa Phù Sinh không biết rằng sự xuất hiện của y đã âm thầm gây ra một dòng chảy ngầm ở thành Lương Châu. Bên cạnh những bộ phim đã và đang trong quá trình quay dựng mà chúng mình đã nêu ở trên, Youku còn giới thiệu nhiều dự án cổ trang mới. Trong đó đáng chú ý là dự án Vũ Lâm Linh do anh chàng Dương Dương đảm nhận vai nam chính, dự án Trúc Nguyệt Triều Sinh và dự án Trường An Thập Nhị Tứ Kế. Cùng với đó là dự án phim hiện đại Hắc Dạ Cáo Bạch do Phan Việt Minh và Vương Hạc Đệ đóng chính. Bạn đang mong chờ bộ phim nào được phát sóng nhất? Hãy chia sẻ với chúng mình ở dưới phần bình luận nhé!